Thưa quý vị, cố tình vi phạm và nhiều lần xin gia hạn để tự tháo dỡ, di dời vật kiến trúc ra khỏi đất bao chiếm. Thế nhưng các hộ này không thực hiện. Sau nhiều lần nhắc nhở, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức cưỡng chế. Thông tin từ phóng viên Hoàng Dung. Đã hết thời gian xin gia hạn để tự nguyện tháo dỡ, di dời vật kiến trúc ra khỏi đất bao chiếm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đã lâu. Nhưng hai trường hợp này vẫn không tự nguyện chấp hành mà còn cố tình lảng tránh. Cụ thể là trường hợp của ông Nguyễn Long Vĩ thực hiện hành vi chiếm đất bãi bồi ven biển với diện tích 1.211 m². Trên diện tích này ông xây kè đá, cầu dẫn, bungalow. Qua làm việc, ông Vĩ thừa nhận hành vi và cam kết tự tháo dỡ công trình sai phạm trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, đã quá hạn nhưng ông vẫn không tháo dỡ. Trường hợp thứ hai là ông Phạm Trung Hiền chiếm hơn 5.000 m² đất xây dựng kè đá, đổ đất nâng cao mặt bằng so với hiện trạng ban đầu. Qua nhiều lần vận động nhắc nhở, ông Hiền chỉ thực hiện việc khắc phục hậu quả được khoảng 2.000 m² cho đến nay. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, thời gian qua chính quyền đã tạo điều kiện cho cá nhân vi phạm tự khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, các trường hợp này không chấp hành. Vì vậy, chính quyền địa phương phải thực hiện biện pháp cưỡng chế. Tính đến tháng 2 năm 2023, thành phố Phú Quốc đã ban hành quyết định cưỡng chế 32 trường hợp, trong đó đã vận động người dân tự tháo dỡ, trả lại đất cho nhà nước quản lý là 4 trường hợp, cưỡng chế 3 trường hợp, còn lại 25 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ để tiến hành cưỡng chế.